Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 5, Iran tuyên bố sẽ để quốc tang và bổ nhiệm tổng thống lâm thời cũng như quyền ngoại trưởng để đảm bảo hoạt động liên tục của chính phủ. Khi tổng thống và ngoại trưởng Iran tử nạn sau tai nạn hàng không. Nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã tuyên bố 5 ngày quốc tang tổng thống nước này Ebrahim Raisi và thông qua việc chỉ định Phó Tổng thống Mohammad Mokber tạm thời tiếp quản vị trí của ông Raisi. Ông Mokber sẽ cần phối hợp với những người đứng đầu cơ quan lập pháp và tư pháp để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống tối đa trong 50 ngày. Nội các Iran cũng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm quyền Bộ trưởng sau khi Ngoại trưởng Abdullah tử nạn trong vụ rơi trực thăng. Nội các Israel tuyên bố chính phủ nước này sẽ tiếp tục hoạt động mà không có sự gián đoạn dù là nhỏ nhất. Hiện tổ chức Trăng lưỡi điểm đỏ của Iran cho biết đã tìm thấy thi thể của Tổng thống Royce và những quan chức tháp tùng trong vụ rơi máy bay, đồng thời tuyên bố công tác tìm kiếm đã kết thúc. Cùng ngày, lãnh đạo các nước đã lên tiếng chia buồn về vụ việc và bày tỏ tinh thần đoàn kết với Iran. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời chia buồn sâu sắc tới Iran về sự ra đi của Tổng thống Raisi. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gửi điện chia buồn tới lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về vụ việc. Hàng loạt các quốc gia trong khu vực như Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan, Malaysia cũng đã bày tỏ bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Tổng thống Iran và gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Iran. Liban tuyên bố sẽ để tang 3 ngày, trong khi Pakistan tuyên bố sẽ để tang 1 ngày để bày tỏ sự kính trọng với Tổng thống Raisi và những người đồng hành của ông. Ngoài ra, lãnh đạo các nước Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nam Phi, Venezuela cũng gửi thông điệp chia buồn trước sự ra đi của nhà lãnh đạo Iran. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Charles Michel Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Ahmed Abulgay cũng bày tỏ sự thương tiếc với sự mất mát to lớn của Iran.